Công thức mở bài dành cho lớp 9, bài số 2, sang thu. Trong tiềm thức mỗi chúng ta, nếu mùa xuân là mùa của sự sinh sôi nảy nở, thì mùa thu mang bóng dáng của hình ảnh lá rụng nhuộm vàng cả góc phố. Chính vì thế, mùa thu luôn là một trong những đề tài nổi bật của nền văn học nước nhà. Mỗi nhà văn, nhà thơ đều đem đến cho đề tài mùa thu những làn gió mới. Ta bắt gặp mùa thu mang dáng vẻ của mùa tự trường hay mùa của miền từng từ vừa chạm ngõ. Bên cạnh đó, mùa thu cũng là mùa của nỗi nhớ, của tình yêu. Mùa thu luôn đem đến cho mỗi người những rung động khó tả, và nhà thơ Hữu Thỉnh cũng vậy. Dung cảm trước sự chuyển giao sang thu của đất trời, Hữu Thỉnh đã chắp bút viết lên những dòng thơ của bài sang thu. Với sự cảm nhận tinh tế đa giác quan trước thời khắc giao mùa của thiên nhiên, sang thu đã phác lên trong tâm trí mỗi người đọc một bức họa đền thu đầy sinh động nhưng cũng không kém phần tươi mới và tràn trề sức sống.